Chủ sở hữu Inter Miami xác nhận Lionel Messi sẽ trở lại Barcelona. Theo đồng sở hữu của Inter Miami, ông Jorge Mas, Lionel Messi sẽ có một trận đấu chia tay Barcelona trên sân Camp Nou. Mặc dù sẽ không có chuyện anh quay trở lại khoác áo câu lạc bộ cũ, Messi chưa bao giờ có cơ hội nói lời tạm biệt với người hâm mộ Barcelona kể từ khi anh ra đi vào năm 2021 cũng như khi anh chọn không trở lại Camp Nou sau khi rời Paris Saint-Germain vào tháng 6 vừa qua. Tuy nhiên, ông chủ của Inter Miami khẳng định siêu sao người Argentina sẽ có cơ hội nói lời chia tay Barca. Xuất hiện trên podcast Office with Taylor Twemlen, Jorge Mas cho biết Messi sẽ trở lại Camp Nou. Ông nói, tôi không biết đó sẽ là một trận giao hữu hay một trận đấu tri ân. Họ có Gamper Trophy được tổ chức vào mùa hè. Sẽ có thời điểm nào đó tương tự, hy vọng là khi Camp Nou mới mở cửa. Vì sân vận động của họ ở đó sẽ không thi đấu trong một năm rưỡi tới, hy vọng rằng Lionel Messi có thể nói lời tạm biệt đúng nghĩa. Tuy nhiên, Max đã thẳng thừng loại trừ khả năng Messi trở lại đội bóng cũ theo dạng cho mượn. Điều đó không đòi hỏi Messi phải chơi cho Barcelona. Cậu ấy sẽ không được cho mượn ở đó. Điều đó sẽ không xảy ra, Max nhanh chóng bác bỏ. Vâng, cậu ấy xứng đáng có lời tạm biệt một cách đúng đắn. Vâng, tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để tạo điều kiện và giúp cậu ấy làm điều đó. Messi quyết định không trở lại Barca và từ chối lời đề nghị cực kỳ béo bở từ Saudi Arabia trong hè 2023. Anh hiện đang tận hưởng khoảng thời gian đầu chơi bóng tại Miami bên cạnh người đồng đội trong màu áo Barca, Sergio Busquets. Với 3 bàn trong 2 lần ra sân đầu tiên cho câu lạc bộ MLS,